Dạ, xe máy Kim Đồng Củ Chi trân trọng kính chào bà con cô bác, quý anh chị em gần xa. Chiều nay cửa hàng có lấy gì? Khoảng hơn chục chiếc. Ngày 23 tháng 4, ngày hôm nay là thứ năm. Xin giới thiệu cho bà con mình con Quay Alpha, con LA250, xe chính chủ luôn, khu chợ 1, khu chợ 1. Exeter 23, Epikin 29, Sirius, bộ Sirius này quay rồi hôm qua, cũng lại vô đây, Sirius 22, bánh mâm, Vision 22, 23, 24, Vision 2014, Vision 2015-16 như đây, rồi con Alibet, Betfung, 20 mấy. Con Novo 5 là 212 thì vậy. Hôm nay sao mình quên coi ba giấy tờ xe ta. Rồi, đủ các loại. Xin giới thiệu cho bà con mình giá từ trên đầu xuống nha. Địa chỉ là khu 1 đường 35 khu 7 thị trấn Củ Chi. Google Maps cửa hàng xe máy Kim Đồng là mình sẽ biết đường đi, địa chỉ nhà mình. LA250 đó chạy dữ lắm, y như xe giao thông vậy đó, tiếng 2 bô luôn, xe 2 bô mà. Rồi ai có chơi xe này thấy tín hiệu là điện cho mình liền nha, chuyển khoản giữ cọc liền. Đây là có xe con Quay Alpha lốc đen, biển số Đồng Nai, số Đồng Nai, máy chạy cũng còn êm lắm, thử máy coi. Ga nhẹ quá vậy ta, xe này rớt đầu mà đồ đồ nguyên hết, máy đẹp đai sạch sẽ vô riêng, sạch sẽ hết. Máy còn đã lắm, máy đang nổ luôn, ga này rồi chạy biết chừng nào mà hư, bán cho bà con mình 10 triệu thôi. Rồi, có pha đứt hết một tim rồi, đứt hết bóng rồi, mình thay cho bóng đèn mới 10 triệu nha con mình. Nó đậu lòng và dân con phục rồi này kia là còn nguyên của nó hết, sạch sẽ đẹp trai, giá 10 triệu bằng số Đồng Nai. Mình có trao đổi xe nha, đủ các loại, lốp máy đồng đèn hết. Sạch sẽ đầu lòng mà không có like gì hết, đồ đạc cũng còn nguyên của nó hết. Thùng xăng mình mở cái yên rồi đó, máy quá im luôn, máy im lắm, máy rất im, mở cái thùng xăng lên, cái này đi vừa biết chừng nào mà bao giờ mà hư ta. Ồ, thùng xăng còn đẹp quá, thùng xăng im hết liền, lạc lắm, máy này chạy rất là ấm, rất là êm và ấm đó. Quay Alpha lốc đen đầy đầu rồi mình hỏi suy nghĩ ha, có 10 triệu rất là rẻ, giá quá hợp lý luôn. Đó, máy im, bình đề đầy đủ. Rồi liên hệ xe máy Kim Đồng Củ Chi 0908392702, một chiếc khu chờ 1, lốc mà cũng còn đẹp, mới lấy luôn, giấy Củ Chi, biển số thành phố nhưng mà chuyển về Củ Chi rồi, lóc một sên rồi còn riêng hết nha, thuộc phép này kia 2016, biển số 2016 này, nắm rồi cũng sạch sẽ, thấy không, ngon lành, sạch sẽ. Có cái mấy ngốc nè, nó mấy ngốc này đùm riêng nha, cái anh này anh đi chặt ít rửa nè, mấy ngốc này nó hư xét xét coi như bánh thắng còn được, thành thắng còn được. Mấy ốc này mình về mình thay đi ha, cái bô thì bô của Trung Quốc rồi, Tập Cận Bình rồi,
máy rin. Có cái nắp chụp này thì rin luôn, có cái nứt nè. Thôi, lột bỏ cái nắp này đi. Có mấy chục ngàn cái nắp này thôi. Nắp chụp. Có rồi đạp rin hết. Bình xăng này cũng rin luôn. Bình xăng rin luôn á. Xe là chưa rất đầu, đó, chưa rất đầu để mình quay cho bà con mình coi. Cho rõ ràng thôi. Bốn bóng đầu nhìn còn dễ thương quá. Đầu cổ nghiêm chỉnh. Cục trước thì cũng còn được. Đó, được lắm á. Cục trước còn riêng nha bạn. Ồ, cục trước này hình như là có rồi. Có dặm rồi, dặm tút rồi. Nhưng mà nhìn thì nó cũng còn y như riêng vậy đó. Cũng còn đẹp lắm. Liền xe. Trong xe cũng tương đối nó quay rõ ràng chi tiết cho bà con mình xem. Đèn cũng còn hết chi tiết tổng quan. Giá thì rẻ bà con ơi, để cho bà con mình 12.500.000. Xe thủ chi chính chủ, bao công chứng, rút gốc thì 500. Về dọn thêm chút đỉnh, mình tu bổ chút đỉnh nữa mình xài ha, cũng còn quá rẻ đi. Máy thử, để mình thử máy coi, mở yên rồi lên coi. Đó. Rồi, cái yên thì thôi, quá đẹp rồi. Nước sơn nè ha. Rồi, rồi đen thui luôn, rin hết luôn ha. Rồi, rồi cái nắp xăng này đã ha. Ngốc. Mở yên lên quá liền lạc rồi. Liền lạc. Nổ máy thử cho bà con mình nghe. Nổ máy coi. Đó, máy êm lắm nha. Có cái sinh cam này chắc nó hơi xạo bánh xe lồng. Hơi xạo bánh xe lồng. Này đúng, hơi xạo bánh xe lồng. Đó. Nói chung là máy lóc máy nè, nó ăn tiền hả, lóc máy là ăn tiền hả, đuôi cá nè, thành số ha, ăn tiền hả, thấy đầu là máy móc, thấy là ăn tiền rồi đó bà con, giá 12.500.000 nè, đủ ăn tiền nè, rồi, thôi em. Rồi, con mô tô LA250, máy là nó nước xi còn rin hết đó, rin hết nha, máy rất là êm. Đấy, em lắp xi nó là riêng hết luôn nè. Riêng hết Honda nha, Honda LA250 Custom. Hai bô nè, một bô bên này. Nó này mà mở ra xi hết mình mấy triệu nữa rồi ơi. Hết bài luôn, vỏ luôn. Nói chung là mấy cái xi này thì phải xi lại nè. Mấy này phải xi lại nè. Đồng hồ, kiến chá rồi kia phải xi lại. Cột thì còn nước xi của nó là còn sơn bạc, là còn xi là cũng còn được, mình tróc hết rồi. Đó. Mâm là mâm LA, là mâm rin nè. Đó. Rin hết. Máy im lắm nè, vỏ rước hình như tao mới thay nè. Về là cũng còn ngon rồi. Máy cản rồi đầy đủ hết, LA 250 hai bô. Nó như xe cảnh sát giao thông mô tô vậy đó. Mâm cũng ok hết ha. Vỏ sao là còn ok ha, sống vỏ giống vỏ SH vậy đó, 9A3 này, 08398 này, khuyến mãi cho cái cặp, thử máy coi, ô nổ lên y như mô tô, nó thử nè. Dân sinh mua bộ đồ cảnh sát giao thông nữa, với lại cái đồ dài với cái nón nữa ha, leo lên khỏi chạy vòng vòng hù người ta chơi.
khai tụi nó sao nó quảng chơi. 250 khối. Chạy chạy phía sau là nó tưởng đâu giao thông không. Hay là mình mua áo vàng vàng á, mua đồ đồ vàng vàng á. Đó mình chạy ngoài đường á. Cắn thì còn hú nữa, trời thù cho nó. Đã lắm. Vui lắm. Đó, da này luôn. Giá thì rất là rẻ và rất là hợp lý, xe chính chủ. Nói chung là mình không tiện nói giá ở đây. Nói chung là anh em cứ alo cho mình đi. Mình sẽ báo giá ha. Xe máy đang nổ cái anh Tây nè. Xích 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 xích. Đã không? Bóc nhôm nè. Bóc nhôm rồi. Còn nước xi luôn nè. Xì là không? Máy thì khỏi đụng đậy gì tới hết. Đó, nổ hay quá. Mở đèn thử coi. Mở đèn. Ồ, có công tắc đèn, có công tắc. Ủa, công tắc này đụng vô công tắc máy ta. Nè, công tắc này đụng vô tắc máy. Đó, hay quá. Xì nha, này xì nha. Rồi, đồng hồ, hai cái đồng hồ. Giá chỉ có vài chục thôi. Giá rẻ hơn người ta rất là nhiều. Thôi có gì alo cho mình nha, 0983927702. Xe máy Kim Đồng Củ Chi, bán đủ các loại dòng xe. Có trao đổi xe cho bà con mình nha, lên đổi xe đi bà con ơi. Con McKin, McKin nè, McKin 2019 nè. Đó. Màu đen nha, đen nhám nha, đen đen nhám bóng nữa nè. Xe thì thiếu cái thùng thôi, mới quá, xe em trai này đi kỹ quá. Vỏ đồng phục ngon quá đi nè, dính đất cát nè. Vỏ gai góc còn nguyên ha. McKin. Hàng nhập của Indonesia. Xe thì ai thích xe này thì chỉ lấy thôi, khỏi suy nghĩ gì hết. Nó Kim Đồng nói giùm luôn. Đó, vô đạp được kìa. Chưa có một cái gì hết luôn. Chưa có lỗi lầm gì hết. Đi từ đầu tới đuôi. Thắng bọng rồi này kia nè. Đó. Thấy chờ lại chưa. Đó. Cam kết cho anh em luôn nha. Đó, đã chưa. Đó. Xe là khỏi suy nghĩ. Giá cả quá hợp lý luôn. Mạng số Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh chính chủ 36.500.000. Quá hợp lý đi. Xe mới 53 triệu, 54 triệu đó chứ không có rẻ đó nha bà con, là 55 triệu đó. Đàng hoàng là 55 triệu luôn á, vỏ nè thấy chưa? Đã không? Xe này thì có anh em nào có xe nào muốn đổi thì lại đổi nha, lên đời McKin nha. Gia nhập hội em luôn. Rồi, xe quá sạch sẽ đẹp, chưa có một cái trầy gì hết, chưa có dấu mỡ gì hết nè, ốc rất còn nguyên nha. Da tháng rồi này kia thẳng băng nhẹ hiều luôn. Mở chìa khóa lên coi đồng hồ coi hết ưu đãi chưa. Rồi 11.300 chưa hết ưu đãi luôn, 22.000 hết ưu đãi. Thử máy nè nè. Ồ quá đã. Gì đây em trai lấy xe tơi hả? Có đưa tiền không? Đưa tiền thì đẩy ra khỏi quay. Trời ơi đây nè, nó nè đó, sang cho anh em. Kệ nó đi thằng kiếm miếng lúa luôn. Nói nè nè mày kim ra đẩy cái mặt kim ra, đẩy mặt kim ra miếng, quay cái đầu ra. Ừ. Áo vàng nha, áo vàng thấy quen quá, lính của ai mà áo vàng quen quá. Rồi vô lục cái giấy đưa cho nó ra. 20141 đó, tính bán cho bà con mình có 17 mấy thôi. Rồi kệ, sang cho anh em nó về nó kiếm con khô lít gạo. Cái gì thùng bị gói nữa. Cái này nó nhỏ xíu luôn á. Nói nhiều ơi mà nó lớn quá bà con nghe rè lỗ tai quảng hồn. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nó nhỏ mà cái là... đó, thấy không? Cái lò xo máy là nó mới thớn không? Cái mặt kim này nó anh em nha, mình nó thiệt nha. Nếu nó thiệt cái xe này mình đánh giá khoảng 95% trở lên. Nếu xe này nó thiệt với anh em mà cỡ mà người khác mà chích lại cái 2000 cây thì anh em không bao giờ biết được gì đó. Rất là mới,
mới thiệt tình luôn á, đã lắm, có 36.500 mà. Trời ơi, xe này mua mình chạy chán bán cũng đỡ, không có lộ lã bao nhiêu. Mua xe mới chỉ 5 mấy triệu, phí lắm anh em ơi. Liên hệ với Kim Đồng nha, 0908392702. Zalo này là quá tải rồi, quá nhiều người xác nhận rồi mình không xác nhận được. Anh em cứ người lạ gọi cho mình thoải mái luôn, khỏi cần kết bạn, lạ gọi được luôn. Em út nào cảm thấy kết Kim Đồng á, gửi hình qua cho Kim Đồng coi cũng được, không sao. Trời ơi, thích lắm, nhất là mấy em ấy nha, dễ thương lắm à. Gửi hình đi coi đi, không sao đâu, tặng chiếc xe thôi chứ có gì đâu ha bà con ha, mấy em ha. Trời ơi, vậy đi mấy cưng ha. Đó, đã hôn rồi. Ủa, tiền đâu? Ủa, nó đi trong kia đang lấy giấy xe, tưởng đâu nó chạy về nó không đưa tiền chứ. Xì bút bánh mâm giấy tờ của chi chính chủ rồi, để mình ngưng mình liếm tiền xe đó, rồi quay tiếp. Không em, giấy cũ chi chính chủ ủy quyền cho Kim Đồng rồi, là số 21109, lóc máy nước sơn còn liền lạc lắm, máy thì kim ru luôn nghe bà con mình ơi. Bánh mâm giấy thành phố Củ Chi mình là 25 triệu đó. Lóc tối rồi, giờ là tối rồi, nãy giờ mình quay gần 6 giờ, giờ là 6:10 rồi, toàn sẩm tối rồi, máy im lắm nè, thử máy nè. Máy rất là hi-fi, để cho bà con mình giá rẻ bình dân thôi. 13.700.000. Bánh mâm xe sạch sẽ, vỏ rin luôn, vỏ trước là vỏ rin. Kiến đầy đủ nha bà con mình, có đổi xe nữa nha. Đó, con này thì con số Gia Lai rồi, là 27 nè. Hôm qua mình nói rồi, 12.500.000 mà. Quá đẹp luôn là con gì nữa, quá sạch sẽ luôn. Rồi con Vision nè, màu bạc, bạc đen, bạc đen, bạc mờ, bạc mờ, số Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, sạch sẽ, máy in. Sạch sẽ máy in. Xe này anh em nào có xe lại đổi nha, 97489. Đẹp lắm à, sạch sẽ đẹp lắm à, giấy chính chủ công chứng nha. Bạc, bạc mờ nè, bạc mờ này nó giống như là xe SH vậy đó, SH bạc mờ kìa. Bàn thờ cũng vậy luôn, bạc đen ha. Nó mình coi, mình coi coi có màu giống nè, nó cái màu xe này nè, nó y chang luôn, y chang luôn. Cái này nó có đèn, có đèn ngoài đó, đèn đường nó hơi, nó hơi đèn đường nó vàng, còn nó đèn đường ở trên nó vàng. Đó, bán cho cái này là 24, bán cho bà con mình 23.200.000, 23.200.000, giấy Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh chính chủ. Này, xe là còn sạch sẽ đẹp lắm, đó, đèn đó, đó nè, có xe đổi cho bà con mình ơi, vỏ trước hình như mới cái thay nè, đó, có trao đổi xe, gắn kiến đầy đủ. Con Vision 2014, một số Tỉnh Ninh, 14.500.000. Đó, sạch sẽ đẹp trai luôn, máy im rung. Xe sạch sẽ đẹp trai, giá cả hợp lý quá. Rồi 2014 xe. Đó, đã không? Có giấy tay ở trên Tỉnh Ninh luôn á, cửa hàng Tỉnh Ninh á. Có giấy tay, còn giấy tay luôn á, 16 triệu mấy á, 6.300.000 á. Bán cho bà con mình 14 năm thôi, muốn rút gốc thì thêm 700. 70A1 17226. Đó, xe còn sạch sẽ đẹp, máy im ru. Bà con mình có đổi xe đổi nha, phun xăng điện tử FI, FI phun xăng điện tử 14.500.000, đủ các loại hết.
Alibet phun xăng điện tử nè, xe quá sạch sẽ luôn, quá sạch sẽ, nó thấy bóng của Kim Đồng quá luôn á, các bạn con mình thấy bóng không? Đó. Thấy bóng. Rồi mình soi đường hơi gương thử, không xuống hơi gương thử, đẹp trai không? Đã không? Bóng ngáo luôn, thấy mặt luôn, mang quần tà lõn ha, đó ha, mang tà lõn ha, họ thấy mình đang mang tà lõn. Vậy mà không em út nào gửi hình mà xe đồ đều giao lưu được ha. Đó. Số 54805. Lạ quen gì cũng gọi cho mình được hết nha, không cần kết bạn vẫn gọi được, thoải mái gọi Zalo nha. 0908392702. Quá tải rồi không kết bạn được nữa. Ấy thì mình cần thiết thì mình xóa bớt thì mình cái kết bạn mình quay video gửi cho bà con mình coi. Quá sạch sẽ luôn, có 10.500.000. Những số thành phố Hồ Chí Minh. Máy im ru và ru, thử máy coi. Cái màu này cái gì, cái màu vi sình nha, đẹp thiệt chứ. Đẹp ớt, bóng ngáo nha. Đó, nổ máy liền. Trời ơi, nó đang nổ. Nó im kìa. Nè, nó im rồi bà con. Quay trời ơi. Bà con nghe, không nghe tiếng máy đâu không? Im ru. Đang tây nhiễm nữa. Trời ơi. Có 10.500.000 FI phun xăng điện tử, cốp nó rộng mà chà bá nái trong này. Đó. Mở yên lên. Chà bá nái luôn, tha hồ để đồ này kia, vật dụng tư trang nào của chị em mình ha. Đổi xe nha. Đó thì đổi nha, 10.500. Xe này không mua thì mua xe nào nữa, trời ơi chết luôn. Xe gì mà mới tôn luôn. Có 10.500.000. Máy gì mà đêm ru. Vô e lọc gió nhớt nhau, kiểm tra kỹ càng hết cho bà con mình trước khi xuất phà xuất bến nha. 10.500.000. Rồi, rồi. Lẹ nha, ngày mai lên lấy liền nha, chờ gì nữa. Gì này? Giấy hẹn hả? Có rồi. Thời trang chút đi. Đó, anh này là anh ca sĩ Lý Hải ở Củ Chi nè. Con logo này sao mấy thằng này để vô ta, hình như nhớ rồi, qua mình bay rồi nè bạn. Đúng rồi, con số 868 nè. Trời ơi. Có 12 triệu, sạch sẽ quá. Giấy thành phố mình luôn. Sạch sẽ. Quá hợp lý luôn. Novo 5 phun xăng điện tử. Rồi. Máy rung luôn nha bà con. Bữa nay mình cũng xin mừng, chúc mừng cho bà con mình là được cái gì, cách giãn cách xã hội gần này. Hơn gì những cách siêu thợ gần 5 mét. Thử xa ra nha, ăn bánh bao đứng gần nha. Rồi thôi, có gì alo cho mình nha, 0908392702. Đủ các loại, đủ các dòng xe hết. Ngân hàng chưa có trả góp được, đang làm nghỉ dịch, vài bữa có thông báo mới. Rồi bà con ơi, thấy hay nhớ đăng ký kênh để theo dõi clip mỗi buổi chiều và like và share giùm Kim Đồng nha. Rồi xin tạm biệt, chào bà con mình thân yêu.